Ok, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong kênh của Quốc Vinh Ô Tô. Và ngày hôm nay mình bắt đầu bằng một cái background nó hơi kỳ cục đúng không? Một cái khung cảnh các bạn thấy nó hơi lạ lẫm. Vâng, thì không có dài dòng lẩn quẩn nữa. Sau khi chào các bạn xong rồi thì Vinh sẽ nói tại sao hôm nay mình bắt đầu bằng một cái background nó như thế này. Vinh đang ngồi trên chiếc xe ECU WeCar 270, thì là một trong những chiếc xe mà Vinh đã từng làm một clip gọi là anh chủ xe may mắn, và cái người vợ của anh ngồi ghế kế bên cũng may mắn. Cái ghế này thì các bạn quen đúng không? Các bạn ai mà theo dõi video tập trước của Vinh thì sẽ biết. Thì trong đoạn này Vinh sẽ mời các bạn xem lại nội dung của tập trước để chúng ta đi vào tập này chúng ta dễ hiểu hơn nhé. Xin mời xem nào. Một cái sự va chạm ở đằng sau, và không biết là như thế nào. Mình ở đây mình không có trách tội ai cả, con người là còn của, chứ còn lỗi lầm và cái gì đó thì ở trên đường không ai nói trước được chuyện gì. Thì nhìn vào cái vị trí va đập thì chắc các bạn cũng biết được là đấy, bộ đèn nó còn nguyên, mặt nạ còn nguyên, cản còn nguyên. Thì đây có thể là một cái sự va chạm vào cái đít của một chiếc xe container hoặc là một chiếc xe tải to lớn nào đó. Sau khi các bạn đã xem xong nội dung thì các bạn đã biết là lúc trước chiếc xe ECU WeCar này gặp một cái sự việc nó không may. Ở đây mình không nói ai đúng ai sai hay ai dở cả, trên đường mà không có thể nói trước được cái vấn đề nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng mà như các bạn cũng đã biết được thì chiếc xe WeCar 270 này của một anh chủ, anh đã gặp một cái tình huống không hay ở trên khi mà anh ấy bị va chạm và nó hư hỏng cái phần đầu cabin. Chiếc xe này thì không có bị hư hỏng gì về phần máy cả, nó chỉ bị hư cái đầu cabin do có một sự va chạm, và cabin của nó cũng nhẹ lắm như các bạn coi clip hồi nãy á. Thì ngày hôm nay Vinh làm clip này với nội dung là muốn report lại cho các bạn, muốn gọi là báo cáo lại cho các bạn sau khi mà Vinh làm xong cái đầu cabin thì chiếc xe nó sẽ thế nào. Thì như Vinh nói đó, ở gara của Vinh thì chuyên thay đầu cabin cho tất cả các dòng xe tải luôn, chứ không chỉ riêng là ECU hay là Hyundai hay là cái gì cả, đều có cái mẫu đầu cabin hết. Thì ngày hôm nay Vinh muốn quay để cho các bạn xem thử là sau khi thay hoàn toàn cái đầu cabin mới thì chúng ta như thế nào đối với chiếc xe WeCar 270, và đây là đầu chính hãng nha. Đó, rồi vào việc nào. Bây giờ Vinh đang ngồi trong nội thất và chúng ta quay nội thất trước đi. Rồi, đây là bên trong nội thất ha. Chắc là phải nhờ cái đèn flash, để hỗ trợ quay cho sáng cho các bạn xem cho dễ. Đó, cái khu vực tắp bi cửa nè, đó là cái này là được thay thế. Bên đây thì vẫn giữ đồ zin, bên đây thì vẫn giữ lại cái đồ zin, tại vì cái cánh cửa này á, như các bạn nào coi tập trước thì cái cánh cửa này nó còn nguyên. Thì nguyên một cái cánh cửa này nó là đồ nguyên hết, đồ zin. Rồi, cánh cửa này không bàn ha, cánh cửa bên đây là chuẩn của xe. Còn bên đây là đồ mới. Đồ mới thì các bạn thấy chất liệu nó bóng bẩy hơn, đó, nhìn nó hấp dẫn hơn. Nó cái tay bấm cửa đồ này nọ kia, loa. Anh chủ dặn Vinh là giữ lại cái bộ ghế này. Vẫn là cái bộ ghế da simili kiểu cách này, ngồi nó quen và đẹp, vẫn muốn giữ lại. Khu vực này là mới chắc nè, mới 100% tại vì hư mà. Nguyên cái đầu cabin này chỉ giữ ra được cánh cửa thôi, cái tem giờ dán vô không còn, hơi te tua nè, tại vì lần trước là nó vỡ. Rồi, đầu cabin là nè nha, kiến nè,
kính chúng ta có tem rồi đầy đủ nha. Đó, dàn tắp lô này thì các bạn xem thử nha, dàn tắp lô này các bạn coi có mới không. Thì thật ra nó vẫn là tắp lô zin, cái tắp lô nó không bị ảnh hưởng gì cả, nó bị xô vào thôi, chủ yếu là khi bị đụng nó xé cái đầu cabin. Chứ còn ví dụ như những vị trí này các bạn thấy nó nứt, nó bể nè. Đó, nứt bể nè, tại vì va chạm mạnh á. Đó, còn cái khu vực vô lăng hay là khu vực đồng hồ rồi là tất cả đều là giữ hết. Rồi audio nè, bữa quay clip cũ thì có bác nói là cái xe, cái trip nó là, cái trip á, thì nó là 48627, 48627 và cái audio nó là 4862 luôn nha. Đó, để tránh cái việc là anh em nói Vinh là quay nhầm cái chip, thì thật ra bữa đó cũng giả, không có bấm về audio nên là làm cho anh em hiểu lầm. Thì đây Vinh có quay lại một lần nữa cho anh em xem cho nó dễ. Rồi cái khu vực tắp lô thì còn nguyên, vẫn là zin xe. Cái gì thay và cái gì giữ lại được thì Vinh sẽ cố gắng giữ, chứ không phải là thay cái đầu cabin thì Vinh sẽ thay hết đâu. Cái gì giữ lại được chúng ta sẽ giữ. Rồi bây giờ thì mời các bạn cùng Vinh đi xuống xem xung quanh xe nhé. Rồi bây giờ chúng ta xuống tham quan xe đi. Rồi đóng cái cửa, tắt máy nha, tắt máy nhưng mà vẫn để đèn, vẫn mở đèn cho các bạn xem. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài để xem chi tiết cái xe. Isuzu xin phép che biển số lại thì đương nhiên rồi, những cái thông tin này nó không hay ho gì cả. Mình chỉ mong muốn các bạn quay để biết được cái xe chúng ta fix lại nó như thế nào thôi, chứ thông tin của chủ xe thì Vinh xin phép giữ bí mật, tại vì nó liên quan tới nhiều thứ. Đầu tiên là khu vực đầu đi, các bạn sẽ thấy những cái khu vực này nè. Hôm bữa trình chiếu như vậy cho các bạn xem thì Vinh song song đó Vinh cũng sẽ để lại những cái thước phim mà Vinh đã quay khi mà em nó bị va chạm và hư hỏng, để cho các bạn tiện về so sánh. Chúng ta thay hoàn toàn ở một cái góc trái cabin này, và chúng ta thay chỉ giữ lại được mỗi cái cánh cửa xe thôi, chỉ giữ lại được mỗi cái cánh cửa bên tài này là cái cánh cửa zin. Đó, nguyên cái cánh cửa này là zin thôi, chứ còn khi mà va chạm thì cái cánh cửa này nó không còn nữa. Sẵn cái đợt này thì mua luôn cái nắp gió cho em, nó nhìn nó ngầu, nó đẹp. Đây một cái nắp mui nước gió composite, trên có dòng chữ ECU, lắp vô cho em nó khớp. Thì bây giờ nhìn xa nó như một chiếc xe mới mua vậy mọi người. Thì 4.800 mấy trip thì nó cũng giống như xe mới mua rồi. Đó, hôm nay là một cái video để trả bài cho các bạn về các cái khu vực. Đây cụm đèn thì vẫn bữa nó cũng không có bị ảnh hưởng nhiều, vẫn có thể giữ lại được đèn zin này nọ kia. Đó, cụm đèn ha, đèn trái phải. Rồi mặt ca lăng hôm bữa là nó cũng còn, chỉ có banh hết cái chỗ này thôi, nên là cái khu vực này đã được thay thế hoàn toàn rồi, mới keng sờ beng. Đó, sơ bộ là như vậy, thông tin là như vậy. Còn cái đầu cabin này để coi thử nha, lâu quá Vinh mới mở đầu xe tải luôn, không có biết còn nhớ cái cách mở không. Rồi sao nè, hai tay rồi các bạn nhớ nha, kéo chốt. Ngày xưa Vinh nhớ là lúc mà Vinh còn bán xe tải á, là một tay Vinh mở được cái đầu cabin, mà giờ Vinh mở không được, tạm thời kẹp cái máy vô đây nha. Đó, rồi ok, quay lại nè. Ngày xưa là nhớ là cái thời còn làm xe tải á, sức dài dây rộng thì còn chơi cỡ nào cũng chơi. Rồi thôi, động cơ thì còn nguyên, không có thay đổi gì cả. Đây là cái khoang phía dưới cabin nè. Đó, muốn quay cho các bạn xem cho nó rõ ràng. Đây cái trắng bùng mới tinh là còn dính sình, những cái vạt sình đầu tiên dính lên xe. Rồi khoang máy thì nó không ảnh hưởng gì sau cái cú va chạm vừa rồi hết, nên là mọi thứ nó đều còn y nguyên cả. Nó không có phải bị một cái vấn đề gì liên quan tới cái khu vực này. Đó, động cơ hay siêu còn nguyên, mới con mới cón. Đó, thì toàn bộ khu vực report nó như thế này thôi, báo cáo lại cho các bác. Và cái khi mà cái va chạm đó nó cũng bị xé cái khu vực thùng này,
nó xé cái khu vực đằng sau. Rồi song song cái đoạn mà Vinh nói, mà cái đoạn nào Vinh có quay cái clip cũ, Vinh sẽ quay cho các bạn xem. Khu vực thùng phía sau này nó cũng bị phá rất là nặng, thì cũng đã được chỉnh sửa lại cho nó ngon lành hết rồi. Ok, thông tin là như vậy thôi. Còn phía sau xe thì không bị gì, chủ yếu là hư cái bẩn này nè, cái bẩn ở bên phụ, nguyên cái đầu cabin ở bên phụ, và nó xé đi cái khu vực thùng ở này. Đó là tất cả những cái gì mà hư hỏng ở chiếc xe này. Nó không có nặng nề như các bác suy nghĩ đâu. Khung máy còn nguyên cả. Đây nè, máy keng sờ beng, máy mới. Đó, ở đây những ở đây cái chữ ECU nó còn sắt luôn á. Mình đụng vô mà nó còn muốn đứt tay á. Rồi. Report sơ sơ vậy thôi, thì mời các bạn qua xem lại cái đầu xe. Đây, Vinh sau khi Vinh gập xuống nó như thế này nè. Đó, có cái mùi nước gió ECU nhìn rất là dễ thương, rất là ngầu luôn ha. Cao. Rồi, tất cả cái đầu cabin bên phía gara bên đều có hết. Ok, đó là kết thúc cái phần review bên ngoài và cũng như là tổng quan về chiếc xe này, để cho các bác báo cáo lại cho các bác về tình hình mà Vinh thay cái đầu cabin, cũng như là dành cho những ai chưa coi cái clip mẫu của Vinh thì sẽ nắm được thông tin Vinh làm gì trên chiếc xe này. Rồi, phía sau lưng Vinh đang là chiếc xe Isuzu Wicar 270, mà như Vinh đã có làm một clip để nói với các bạn là chiếc xe này Vinh thay hoàn toàn cái đầu cabin vì xảy ra một cái tai nạn rất là đáng tiếc. Nhưng mà vẫn có một cái chuyện vui trong cái tai nạn đó, thì cái chị chủ á, cái chị mà vợ của anh chủ xe, chị ngồi kế bên và chị không bị gì cả. Mặc dù một cái tai nạn, phải nói là nếu mà ai mà nhìn vào hình ảnh á thì thấy nó rất là căng. Nhưng mà mọi điều đều tốt đẹp, và đương nhiên rồi, mọi sự việc chúng ta đều trả giá. Nhưng nếu chúng ta còn người thì còn của. Đó là những cái ý mà Vinh muốn nói. Còn ngoài ra thì bên phía gara Minh Quốc của Vinh có nhận thay thế tất cả các loại đầu cabin từ xe Hyundai, xe Hino, nói chung là tất cả các dòng xe tải trên thị trường hiện tại, kể cả xe Nhật, xe Hàn, xe Trung Quốc, Đông Phen, Trang Long gì đều, Vinh đều có đầu cabin hết. Nên các bạn cần thay đầu cabin, cần thay hộp số, cần thay máy về những cái dòng xe tải trên thị trường hiện tại, cũng như là cần sửa lỗi, test lỗi, thậm chí là gara của Vinh test lỗi miễn phí cho anh em xe tải đi ngang qua cái khu vực của Vinh. Tại vì Vinh cũng đã có một cái thời gian, bây giờ Vinh đang làm cho Mercedes-Benz Hasako. Vinh làm vào xe ô tô, xe sang. Nhưng mà Vinh bắt đầu cái nghề sale là Vinh làm nhân viên kinh doanh bán xe tải. Cũng như là Vinh làm ở nhà, ba của mình có một cái gara ô tô sửa chữa xe tải, và những cái dòng xe hiện tại mình mới làm là xe cổ. Nhưng mà đối với anh em xe tải, tôi luôn có một cái đáng quý, vì thứ nhất đó là một cái nghề bắt đầu của tôi, và cái thứ hai thì tôi được lớn lên trong cái môi trường sửa chữa, được lớn lên với cái cuộc sống với những anh em tài xế, và kể cả bản thân của Vinh, Vinh cũng có những chiếc xe tải đang chạy trên đường, Vinh cũng có một cái công ty xe tải nho nhỏ, nên là Vinh hiểu được cảm giác của các bạn, hiểu được những cái nỗi lo. Và đặc biệt bây giờ thì xe tải chúng ta đang chuyển qua những cái thế hệ xe mà sử dụng ga điện. Vinh dư sức biết được là ga điện nó khó chịu như thế nào. Đương nhiên là cơ sở vật chất không phải ai cũng sẽ có máy test, không phải gara nào cũng có máy kiểm tra, không phải là cũng có gara nào mà có máy đọc lỗi đâu. Nên á, Vinh cũng có mua một cái máy đọc lỗi cho nhà của mình nữa, và Vinh sẵn sàng hỗ trợ tất cả các anh em tài xế đi ngang qua đây uống với Vinh một ly nước. Vinh ở ngã tư ga quận 12, đây chắc cũng là một cái địa điểm không có quá xa lạ đối với những anh em mà đi xe tải đường dài, hoặc là những anh em đã biết Vinh ha. Thì đó là tất cả những cái gì Vinh muốn nhắn gửi trong cái clip mà chào tạm biệt lần này. Chào tạm biệt có vẻ hơi dài dòng. Rồi, và đây người bạn của chúng ta sau khi được tuốt mới lại, nhìn rất là ngầu, rất là đẹp nha. Rồi, ngày mai sẽ tiễn em nó về với nhà chủ rồi. Thì mong là sau khi về, chiếc xe này cũng được mệnh danh là xe cứu chủ đó mọi người. Ai tin hay không thì tùy, nhưng đối với Vinh nó là xe cứu chủ. Tại vì nặng như vậy mà người chủ không sao cả, đó là một cái phước báo rất là lớn. Rồi, ok, chúng ta kết thúc video tại đây nào. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo đến từ kênh Quốc Vinh Ô Tô. Đừng quên là like, share, chia sẻ video giúp Vinh nhé. Và chúc mọi người luôn có những hành trình tốt đẹp trên những chuyến đường. Và đặc biệt mùa này là mùa dịch, chúng ta nên giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Xin chào và hẹn gặp lại.